Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn. Tập 57. Chương 561, sói quay đầu, tất có nguyên do một. Lúc này sắc trời đã sáng ngời, hết thảy quỷ dị cũng đều tan biến. Hứa Thanh nhảy lên tìm một cây đại thụ khoanh chân đả tọa để điều dưỡng một phen. Cho đến khi mặt trời lên cao, hắn mở mắt ra nhìn về phương hướng tòa quỷ thành xuất hiện đêm qua. Vẻ hung ác trong mắt mỗi lúc một nhiều, một lúc sau không nói một lời, nhảy xuống bắt đầu dạo lướt trong rừng. Hứa Thanh không có ý định tìm kiếm hung thú mà hôm qua hắn đã định ra, lúc này hắn di chuyển thật nhanh bên trong cấm địa. Mỗi một khu vực đi qua hắn đều quan sát vô cùng cẩn thận, cho đến nửa canh giờ sau, Hứa Thanh thấy được một cái sơn cốc. Mở ra huyền diệu thái, Hứa Thanh tiến vào trong sơn cốc kiểm tra một phen. Nếu nhìn bao quát từ trên xuống dưới, cái sơn cốc này giống như một cái núi lõm vào bên trong, chỉ có một cửa vào mà không có cửa khác thông ra. Sau khi xác định nơi đây không có gì đáng ngại, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn lên bên trên, lại nhìn hai bên một chút, tay phải đột nhiên giơ lên rồi hạ một quyền xuống núi đá bên cạnh. Âm thanh nổ tung vang lên, rất nhiều đá vụn chóc ra, thân núi lập tức lộ ra một cái động lớn. Hứa Thanh quét mắt thay đổi phương hướng, tiếp tục xuất quyền. Một lát sau, vách núi hai bên của cái sơn cốc này bị Hứa Thanh đánh ra hơn 10 cái động lớn. Sau khi làm xong những thứ này, hắn lại liên tục oanh kích mặt đất của cái sơn cốc này, sau khi tạo thành thêm 10 cái động lớn nữa thì mới dừng lại. Hắn tính toán thời gian một cái, sau đó liền không hề trì hoãn chui vào bên trong một cái động lớn trong số đó, lấy ra một cái hộp sắt từ trong túi trữ vật. Cái hộp này chính là chiếc hộp nguyện vọng chứa khỏa độc đan kia. Sau khi đi vào trong động, Hứa Thanh mở hộp nguyện vọng ra, thả trên mặt đất. Khí độc của khỏa độc đan bên trong hộp nguyện vọng lập tức tràn ra bốn phía. Hứa Thanh nhanh chóng lui ra, không để ý tới độc đan đang bộc phát, nhặt lấy đá vụn ở dưới đất chồng chất vào trước cửa động đặt khỏa độc đan, tạo thành một bức tường. Mặc dù bức tường kia không cách nào hoàn toàn phong bế khí độc, nhưng Hứa Thanh rất hiểu khỏa độc đan này. Chỉ cần không có gió, vậy thì thời gian khí độc do khỏa độc đan tản ra có thể tồn tại ít nhất một ngày. Thế nên sau khi bức tường bằng đá gần hình thành, Hứa Thanh đợi một hồi rồi đứng ở ngoài động chảo một cái. Hộp nguyện vọng lập tức bay tới sau đó lập tức bị hắn đập nắp lại, tiếp theo liền bịt kín cửa động sau đó đi tới hang động thứ hai. Trong từng động bao gồm cả những hố sâu trên mặt đất, Hứa Thanh đều dự định để cho khí tức của khỏa độc đan này tràn ngập khắp nơi. Kể từ đó, với hoàn cảnh đặc thù của cái sơn cốc này thì rất nhanh nơi đây sẽ tràn ngập khí độc. Hứa Thanh tiếp tục hành động. Lão tổ Kim Cương Tông ở bên cạnh nhìn thấy Hứa Thanh tự mình động thủ bố trí, cùng với hung quang trong mắt càng lúc càng nồng đậm. Trái tim lão không khỏi run lên và thầm nghĩ gây ai không gây, không nên đến gây chuyện với Hứa ma đầu. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Hứa Thanh một mực tiến hành bố trí, cho đến khi đêm tối phủ xuống. Vào khi giờ Tý sắp tới thì rốt cuộc Hứa Thanh đã hoàn thành bố trí nơi này. Bây giờ trong đây cộng lại có tới hơn 60 cái động, từng cái đều bị Hứa Thanh che đậy đơn giản một chút. Với cả trong từng cái động hắn đều thả khỏa độc đan vào trong một hồi để cho nó tản ra khí độc. Vì vậy dưới mắt, khí độc của khỏa độc đan trong sơn cốc này đã rất nồng đậm. Trong quá trình này dù là bản thân Hứa Thanh lấy kháng tính của hắn cũng đều có chút không chịu nổi. Trong lúc bố trí hắn còn phải đi ra bên ngoài mấy lần để hòa hoãn một chút lượng độc, sau đó dựa vào thủy tinh màu tím chậm rãi khôi phục lại. Giờ phút này sau khi hoàn thành bố trí, hắn đưa mắt nhìn cả cái sơn cốc này, trong mắt lộ ra tia thỏa mãn. Hứa Thanh cảm thấy ngay cả hắn với kháng tính trên người ở cũng chỉ có thể dừng lại ở trong đó với thời gian nửa nén hương. Sau khi vượt qua hắn cũng không nắm chắc thủy tinh màu tím có thể cứu mình trở về hay không. Như vậy, những người khác chúng phải độc này nhất định càng thêm khó chịu. Để xem cái đầu to kia có thể kiên trì bao lâu. Hứa Thanh rời khỏi sơn cốc, khoanh chân ngồi ở trong rừng cách sơn cốc không xa. Nơi đây có 3 gốc cây đại thụ đã bị hắn chặt từ trước, cũng đã bố trí thành một hình tam giác. Trên thân cây còn có 3 ngọn nến màu trắng. Hứa Thanh lo tối nay cái đầu to trong quỷ thành sẽ không chủ động đến, cho nên hắn đã chuẩn bị trước. Nếu nó thật không tới thì hắn sẽ triệu hoán nó tới. Ở trong chờ đợi, rốt cuộc cũng tới nửa đêm. Sự thật chứng minh Hứa Thanh lo lắng quá rồi, không cần hắn triệu hoán,
Ngay một khắc khi thời gian vừa đến, hắn liền cảm nhận được không khí bốn phía trở nên băng hàn quen thuộc, hơi thở cũng biến thành xương trắng. Đến rồi, Hứa Thanh nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn hướng xa xa. Rất nhanh rừng rậm phía trước tràn ngập sương mù, trong nháy mắt tiếp theo, tòa quỷ thành quen thuộc kia lại phủ xuống. Lần này, ở giữa quỷ thành thì xiềng xích bốn phía xung quanh cái đầu tăng nhân rõ ràng nhiều hơn đêm qua không ít, rõ ràng quỷ thành đã trấn áp nó mãnh liệt hơn so với trước kia. Nhưng hiển nhiên tòa quỷ thành này vẫn bị cái đầu kia ảnh hưởng, tòa quỷ thành đã chủ động xuất hiện, như vậy cũng nói lên một điều, đó là trình độ trấn áp của tòa quỷ thành này vẫn là không đủ. Mà chớp mắt khi vừa xuất hiện, cái đầu tăng nhân kia lập tức mở mắt ra trực tiếp khóa chặt Hứa Thanh, trong miệng lần nữa nổ vang ra thanh âm. Kim Ô phải chết. Vừa nói lời này thì cái đầu người này lại nhảy lên như ngày hôm qua, bỏ qua những cái xiềng xích bằng cánh tay quấn quanh trên người, trực tiếp lao về phía Hứa Thanh với tốc độ cực nhanh, ầm ầm lan đến. Trong nháy mắt tiếp theo, phía trước Hứa Thanh cây cối tan vỡ và đại điện nứt toái. Hứa Thanh đã sớm lao ra một bước, mở ra huyền diệu thái để bộc phát tốc độ toàn diện, bỏ chạy thẳng đến xa xa, trên thần sắc cũng hiện ra vẻ hoảng sợ và kinh hoàng. Âm hồn bất tán, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Dù đối phương thần trí không rõ, nhưng vì phòng ngừa vạn nhất nên trong miệng Hứa Thanh vẫn truyền ra một tiếng gầm nhẹ, sau đó liền toàn lực chạy nhanh. Cái đầu tăng nhân phía sau vừa rơi xuống đất liền cuộn mình lăn về phía trước, trong miệng càng truyền ra tiếng cười quỷ dị, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng tới gần. Mà tòa quỷ thành phía sau cũng đang chấn động, bên trong bộc phát ra càng nhiều quỷ thủ hơn nữa, tức tốc đuổi theo cái đầu tăng nhân kia. Một màn đêm qua như lần nữa được trình diễn lại, mà lúc này Hứa Thanh đã xông vào bên trong tòa sơn cốc kia. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 562, sói quay đầu, tất có nguyên do 2. Mắt thấy Hứa Thanh tiến vào sơn cốc, cái đầu tăng nhân hoặc là quá mức tự tin, cũng có lẽ là do thần trí không rõ cho nên không cách nào phán đoán. Vì vậy nó không hề có bất kỳ dấu hiệu dừng lại nào, trực tiếp lăn theo Hứa Thanh cũng xông vào bên trong sơn cốc, trong miệng còn gầm nhẹ một tiếng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, tiếng gầm này liền im bặt dừng lại. Theo bên trong sơn cốc truyền ra một tiếng nổ mạnh ngập trời, trong tiếng nổ vang cái đầu vừa lăn vào lại chợt cuốn ngược lại, khuôn mặt vốn thần trí không rõ đã bị thay thế bởi vẻ hoảng sợ. Có thể thấy rất nhiều chỗ trên da mặt của nó đều đã hư thối, nhưng không hề có máu tươi chảy xuống. Giống như cái đầu này vốn không có máu tươi tồn tại, mà nó có một loại thân thể đặc thù nào đó. Nhưng cho dù nó đặc thù, dưới khí độc của khỏa độc đan được lưu lại từ kỷ nguyên trước, nó vẫn xuất hiện dấu hiệu hư thối và tan rã. Mà trong lúc nó cuốn ngược ra, Hứa Thanh bên trong sơn cốc vung hai tay lên bấm niệm pháp quyết, chợt vung lên phía ngoài. Một con thương long lớn vô cùng lập tức huyễn hóa ra từ phía sau hắn, hung hăng đâm về phía sơn cốc. Ầm, sơn cốc sụp đổ, khí độc của độc đan từ bên trong bỗng nhiên tràn ra khuếch tán về bốn phía. Cái đầu kia không cách nào tránh đi nên lại bị nhiễm thêm một chút, biểu cảm hoảng sợ trên mặt càng mãnh liệt hơn nữa. Cho đến khi trên người nó lại vang lên một tiếng phịch, lại tiến hành tự phân giải bản thân hóa thành vô số đầu người nhỏ, ý đồ phân tán chất độc bên trong. Nhưng lực lượng độc đan vô cùng kinh khủng, dù nó phân tán thân thể ra vẫn khó có thể hoàn toàn hóa giải. Mặc dù chất độc này không phát tác mạnh mẽ nhưng chất lượng vẫn là cực cao, cái đầu tăng nhân này cũng rất quỷ dị nhưng vẫn bị độc của nó ảnh hưởng. Mà lúc này trong mắt Hứa Thanh cũng bộc phát ra sát cơ, thân thể nhanh chóng lao ra, tay phải giơ lên và thiên đao biến ra, hung hăng chém về những cái đầu nhỏ vừa tản ra ở bốn phía. Đại địa nổ vang, Kim Ô cũng bay lên phun ra hỏa diễm màu đen về bát phương, khiến cho bốn phía lập tức biến thành biển lửa, vừa đốt cháy lại vừa hấp thu. Về phần cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông, thì giờ phút này bọn chúng không dám ra ngoài vì bọn chúng cũng sợ cái loại độc này. Chỉ có tiểu hắc trùng có thể thích ứng một chút nên bắt đầu lao ra thôn phệ, mà đồng thời Hứa Thanh lần nữa chém ra thiên đao. Đại địa nổ vang, từng cái đầu người nhỏ phát ra âm thanh thê lương nhanh chóng lăn về phía xa. Mà cái đầu tăng nhân cũng rất kỳ dị, giờ phút này đã biến thành từng cái đầu nhỏ hơn, nhưng rõ ràng lại có thể lần nữa phân giải nhỏ hơn nữa, ý đồ tách bộ phận hư thối ra. Hứa Thanh nhìn thấy như thế cũng không ham chiến,
tay phải lấy ra một cái pháp khí nhằm vào quỷ dị lấy được từ chỗ Tư Mã Lăng. Pháp khí này trông rất đẹp, là một cái tiểu tháp được chế tạo bằng thủy tinh. Điều khiển cũng rất đơn giản, chỉ cần tràn pháp lực vào là được. Lúc này Hứa Thanh mở nó ra sau đó vung về phía một cái đầu nhỏ khí tức suy yếu sau khi chia lìa bộ phận hư thối. Cái đầu nhỏ này sau khi phân chia hai lần thì rõ ràng thực lực đã hạ thấp, sau khi bị cái tháp thủy tinh của Hứa Thanh bao lại thì lập tức bị phong ấn vào bên trong. Hứa Thanh một phát bắt được liền thu hồi, không chút do dự xoay người rời đi. Hắn biết độc đan mặc dù đáng sợ, nhưng dẫu sao lần này cũng chỉ là khí độc mà nó tản ra, không phải độc cấm chân chính bên trong độc đan, chênh lệch giữa cả hai vẫn là rất lớn. Uy lực như thế nào, Hứa Thanh cũng không tiện xác định. Nhưng mà nghĩ đến cái đầu tăng nhân kia không ngừng phân giải bỏ qua thân hình mới có khả năng hóa giải, cho nên sau khi Hứa Thanh trả thù thành công liền dùng tốc độ nhanh nhất rời đi. Lần này mặc dù không hoàn toàn giết chết đối phương, nhưng nghĩ đến cái đầu quỷ dị kia cũng không chịu nổi. Mà hắn cũng đã lấy được một cái tiêu bản, về sau có thể dùng để nghiên cứu một chút để tìm kiếm phương pháp hoàn toàn giết chết cái đầu này. Hoặc là chờ ta dung nhập được khỏa độc đan này, có thể biểu hiện ra uy lực chân chính trong đó, lại đến giết chết nó. Hứa Thanh đè xuống sát cơ, càng chạy càng xa. Cứ như vậy, mấy ngày trôi qua. Kết cục của cái đầu quỷ dị kia như thế nào thì Hứa Thanh không biết, nhưng ban đêm mấy ngày sau tòa quỷ thành kia không hề xuất hiện lại nữa, Hứa Thanh cũng không thổi quỷ địch lên để kiểm tra. Trước khi có được thủ đoạn hoàn toàn giết chết đối phương, Hứa Thanh cảm thấy có nhìn hay không cũng không có ý nghĩa gì lớn. Bất quá trên tấm thẻ tre của hắn đã khắc xuống thêm hai chữ tăng đầu. Sau đó hắn dùng toàn bộ tinh lực đặt ở trên kế hoạch tìm và thu thập độc vật. Biện pháp tìm kiếm cũng rất đơn giản. Cái bóng phân tán ảnh nhãn của mình vào trên người rất nhiều hung thú trong cấm khu. Chúng nó tản ra bốn phía tựu như có vô số ánh mắt cùng trợ giúp Hứa Thanh tìm tòi. Vì vậy theo thời gian trôi qua, công việc tìm kiếm của Hứa Thanh rất là thuận lợi. Kế hoạch thu thập độc vật cũng đã nhất hoàn thành. Độc thu hoạch được càng ngày càng nhiều. Lúc này Hứa Thanh cũng dùng độc âm tà mà hắn mua được phối hợp với độc vừa thu hoạch được trong này, rốt cuộc đã có thể làm cho tiểu hắc trùng lại bắt đầu thuế biến. Sau khi từng đám hình thành, mượn nhờ thân thể của hung thú trong cấm địa, Hứa Thanh không ngừng bồi dưỡng khiến cho tiểu hắc trùng càng ngày càng mạnh. Chỉ là theo nhiều lần thuế biến thì thời gian tiêu hao cũng càng lúc càng trở nên dài hơn. Cho nên trong lúc rảnh rỗi, Hứa Thanh đang cân nhắc xem có nên đi tới phế tích đạo miếu Thái Thương một chuyến hay không, thử xem có thể cảm ngộ thêm một đao Thái Thương ở đó hay không. Mà khi cái ý nghĩ này dâng lên, chỗ cái bóng cũng truyền ra một luồng cảm xúc vui sướng về phía Hứa Thanh. Ngốc, gần, xin, bày, ngốc, Hứa Thanh sững sờ. Chủ tử, ý tứ của tiểu ảnh là thằng ngốc kia của đệ nhất phong, một con hung thú bị nó ký sinh ảnh nhãn nhìn thấy y ở khu vực phụ cận. Và lại bộ dáng còn rất thần thần bí bí. Lão tổ Kim Cương Tông hiện ra, sau đó liền nhanh chóng mở miệng giải thích, tự động bỏ qua những lời nói của tiểu ảnh. Muốn Hứa ma đầu khen ngợi ngươi ư? Tiểu ảnh à, một ngày lão phu ta còn phiên dịch cho ngươi, thì ngươi cũng đừng có mơ loại mộng đẹp thế này. Các bạn đang nghe chuyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 563, Quấy rầy 1. Ngô Kiếm Vu, Hứa Thanh ngồi xổm trên một tán cây, trong mắt lóe lên tia sáng. Tên Ngô Kiếm Vu này ban đầu đã trêu chọc hắn ở trên biển cấm, nhưng về sau khi đối phương nhìn thấy hắn thì hình như rất sợ hãi, đã không còn năng lực uy hiếp nữa, với cả lúc trước đối phương còn giúp hắn thanh toán phí tổn chém giết tùy tùng. Cho nên sau khi Hứa Thanh suy nghĩ một chút thì không tính đi tìm y. Hắn chuẩn bị đi đến chỗ phế tích của đạo miếu Thái Thương, nhưng vẫn thuận miệng hỏi một câu. Hắn đang làm gì đó? Cái bóng lập tức tràn lan ra trên mặt đất, không ngừng biến hóa bộ dạng, hình như thông qua ánh mắt rồi tả cảnh quá mức phức tạp với nó. Thế cho nên nó đã dùng bản thân, sau khi biến ảo nhiều lần, thậm chí còn không tiếc phân liệt, đã thể hiện ra cảnh tượng ở bên kia ra cho Hứa Thanh xem. Trong tấm hình, cái bóng phân ra hơn 10 nhánh, hóa thành bộ dáng các hung thú khác biệt. Mà từng con hung thú đều có một điểm giống nhau, đó chính là cái bụng nhô lên thật cao. Đồng thời cái bóng cũng hiện ra hình ảnh Ngô Kiếm Vu đang bước tới, đối phương đi tới rồi ngồi ở bên người một con hung thú, toàn tâm toàn ý vuốt bụng của đối phương.
Một màn này khiến cho Hứa Thanh vốn không có nhiều lòng hiếu kỳ cũng phải sững sờ, trong đầu lộ ra nghi ngờ, mà lão tổ Kim Cương Tông ở một bên cũng phải hít vào một hơi. Tình huống này là như thế nào? Kẻ đần kia đang làm gì thế? Bụng những con thú vật này làm sao đều to lên rồi, mang thai. Nói đến đây hồn thể của lão tổ Kim Cương Tông cũng chấn động một cái, thần sắc lộ ra không cách nào tin. Chủ tử, nếu không chúng ta đi tới xem thử. Ta nghĩ rằng kẻ đần này hẳn là đã làm ra đại sự. Hứa Thanh trầm mặc, ban đầu hắn vốn không phải là một người hiếu kỳ, thế nhưng cảnh tượng này quá mức quỷ dị rồi, hắn dự định đi tới nhìn tận mắt xem sao, vì vậy liền mở miệng phân phó. Dẫn đường, cái bóng lập tức hưng phấn, nhanh chóng chỉ dẫn. Hứa Thanh khẽ nhoáng một cái, theo phương hướng mà cái bóng dẫn dắt, thân thể lập tức tan biến ở trong rừng. Không lâu sau, Hứa Thanh nhìn thấy một ngọn núi. Ngọn núi này là một nhánh của sơn mạch chân lý lan tràn tới trong hoàng cấm. Hứa Thanh quét mắt nhìn qua, lập tức nhảy lên bên trên ngọn núi này, rất nhanh trên một mặt khác của ngọn núi, hắn thấy được một khe hở được ẩn nấp trong cỏ cây bên trong thân núi. Khe hở dài hơn một trượng là do thiên nhiên hình thành và vị trí rất là bí ẩn. Nếu không phải cái bóng dẫn đường, Hứa Thanh cũng rất khó phát hiện được cái khe hở này. Lúc này đứng trước khe hở, thần sắc Hứa Thanh có chút kinh ngạc, vị trí này rất ẩn nấp đủ để nói rõ Ngô Kiếm Vu rất cẩn thận, vì vậy hắn hơi trầm ngâm. Sau đó mang theo đề phòng, thân thể hơi lóe lên lập tức chui vào trong cái khe hở này, dựa theo cái bóng chỉ dẫn nhanh chóng đi về phía trước. Cái khe hở này sâu hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Hứa Thanh mà theo hắn đi tới phía trước. Nơi này dần dần đã có thêm cảm giác ẩm ướt, dường như cái khe này xuyên qua cả thân núi và mặt đất, đi thông tới cả sông ngầm dưới mặt đất. Đồng thời bên trong còn phân ra rất nhiều lối rẽ giống như một cái mê cung vậy, nếu không phải cái bóng có phương hướng chuẩn xác, cho dù Hứa Thanh đi vào cũng rất khó tìm được con đường chính xác. Cứ như vậy, sau một lát Hứa Thanh đã đi đến nơi cuối cùng của cái khe hở này. Điểm cuối của nơi này thình lình tồn tại một cái hang đá thật lớn dưới mặt đất, một con rơi đang nằm ở một bên hang đá để quan sát hết thảy mọi thứ bên trong. Con rơi này chính là con thú bị ảnh nhãn của cái bóng ký sinh. Hứa Thanh tới gần biên giới, cúi đầu đưa mắt đảo qua hang đá phía dưới, thần sắc lập tức vô cùng cổ quái. Bên trong hang đó có hơn 20 con hung thú. Những con hung thú này có sói có hổ, còn có rất nhiều con có hình thù kỳ quái. Giờ phút này tất cả đều đã bị chế phục và phong ấn nằm ở trên đất, bụng của chúng đều nhô lên thật cao tựa như đang dưỡng thai. Trừ thứ này ra, giữa hang đá còn có một cái ao bị đào ra. Bên trong cái ao có rất nhiều nước thuốc, từ bên trên còn tản ra từng trận mùi thuốc. Mà Ngô Kiếm Vu mặt mũi bầm dập đang ngồi xổm bên cạnh cái dược trì này, y lấy bát đá múc nước thuốc ra sau đó đi đến bên người một con cự hùng bụng lớn, rất cẩn thận mớm thuốc cho nó uống. Vẻ mặt của con cự hùng này lập tức hoảng sợ, muốn vùng vẫy cự tuyệt nhưng vô ích, cả thân thể của nó đều bị phong ấn đã mất đi hết thảy lực phản kháng, ngay cả đứng dậy cũng không làm được. Mà vẻ mặt của Ngô Kiếm Vu lại vô cùng điềm đạm, vừa mớm thuốc còn vừa vuốt bụng cự hùng, nhẹ giọng thì thào. Có chút phản ứng là rất bình thường, ngươi ráng nhịn một chút rồi mau sinh ra tiểu bảo bối, nửa đời sau của ta toàn bộ đều nhờ vào ngươi nha. Một khi tiểu bảo bối sinh ra rồi thì ta sẽ lợi hại, đến lúc đó ta nhất định phải cho tên thánh quân tử biết rõ ai mới thật sự là thiên kiêu. Thiên kiêu muôn đời là người phương nào, Ngô Kiếm Vu ta duy ngã độc tôn. Ngô Kiếm Vu cực kỳ phẫn nộ, biểu cảm của y lúc này giống như đã hù dọa cự hùng bên cạnh khiến nó vùng vẫy kịch liệt hơn. Ngô Kiếm Vu vội vàng nhẹ nhàng vuốt ve nó, hết sức làm cho giọng nói của mình nhu hòa lại, giọng nói ấm áp nhỏ nhẹ. Ngoan, không nên loạn động, thời điểm này cần an tâm dưỡng thai, chỉ cần thuận lợi sinh ra tiểu bảo bối, ngươi liền lập nhiều đại công rồi, ta sẽ đối xử thật tốt với ngươi. Một màn này khiến cho ánh mắt Hứa Thanh trợn to. Mà toàn thân của lão tổ Kim Cương Tông bên cạnh cũng giật mình một cái, nhanh chóng lấy ra ngọc giản bắt đầu lưu lại ảnh. Nhưng có lẽ do quá mức kinh ngạc, cho nên lúc lưu lại ảnh lão tổ Kim Cương Tông đã phát ra một chút âm thanh. Cho nên, trong nháy mắt tiếp theo, Ngô Kiếm Vu bên trong hang đá lập tức có phát hiện, y chợt ngẩng đầu trong thần sắc lộ ra tia vòng hung tàn. Thiên địa huyền hoàng là nhà của ta la lên liền không có chỗ ẩn tàng. Trong lúc nói lời này, Ngô Kiếm Vu liền nhảy dựng lên, nhưng trong nháy mắt tiếp theo y liền thấy được Hứa Thanh,
trên mặt của y vẫn còn đang lưu lại vẻ chấn động. Hứa Thanh, tâm thần Ngô Kiếm Vu chấn động và có chút mờ mịt, y ẩn tàng sâu như vậy, làm sao đối phương có thể tìm tới chứ, nhưng rất nhanh y liền kịp phản ứng. Quét mắt nhìn những con hung thú bụng lớn phía dưới, lại chú ý tới biểu cảm của Hứa Thanh rồi lập tức hít vào một hơi. Hứa Thanh, ngươi đã hiểu lầm. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 564, Quấy rầy 2. Quấy rầy rồi, Hứa Thanh liếc mắt nhìn Ngô Kiếm Vu thật sâu, xoay người rời đi. Hắn cảm thấy trong đầu Ngô Kiếm Vu này có vấn đề lớn. Mắt thấy như thế Ngô Kiếm Vu lập tức trở nên cấp bách, giờ phút này y cũng bất chấp sợ hãi, cũng quên cả ngâm thơ mà lập tức vội vàng đuổi theo, trong miệng hô to, Hứa Thanh không phải như ngươi nghĩ đâu. Ngô Kiếm Vu vô cùng sốt ruột còn có ủy khuất, lúc trước khi y mở ra cái hộp nguyện vọng kia, sau khi lấy được cái chai nọ đã buồn bực thật lâu, nhưng ném đi lại cảm thấy tiếc. Vì vậy Ngô Kiếm Vu đã một mực tìm tài liệu điều tra, từ một chút dấu vết để lại bên trong. Y đã dò xét ra được người đại năng đã lưu lại cái chai kia, người này là một tu sĩ dị tộc đi theo một huyền u cổ hoàng. Thế nên sau khi để thua Thánh Quân Tử ở trên đệ nhất phong, Ngô Kiếm Vu đã phát ra lời thề nhất định phải làm cho Thánh Quân Tử đẹp mắt. Cho nên y mới đến Hoàng Cấm bắt đầu chuẩn bị tất cả những thứ này, quyết tâm nhất định phải khiến cho huyết mạch của người ở một kỷ nguyên trước xuất hiện ở đây. Sở dĩ không làm ở trong tông môn là bởi vì y rất coi trọng thể diện, lo lắng bị người tông môn nhìn thấy sẽ sinh ra hiểu lầm. Cũng lo lắng vật thì hiếm mà người rình mò thì nhiều, cho nên mới tìm một chỗ bí ẩn. Nhưng vô luận như thế nào y cũng không ngờ tới, nơi bí ẩn thế này vẫn bị Hứa Thanh trông thấy. Nghĩ đến việc Hứa Thanh sau khi trở lại tông môn truyền việc này ra ngoài, vậy thì thanh danh của mình liền hoàn toàn hủy. Thậm chí lúc này trong đầu của Ngô Kiếm Vu cũng đã hiện lên hình ảnh tất cả mọi người trong tông môn từ trên xuống dưới đều dùng ánh mắt khác thường nhìn chăm chằm vào chính mình. Tất cả những điều này khiến cho da đầu của Ngô Kiếm Vu như muốn nổ tung, chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám, lo lắng vô cùng. Mắt thấy mình sắp đuổi không kịp Hứa Thanh, Ngô Kiếm Vu liền vội vàng hô to. Hứa Thanh, ta trả thù lao, ngươi không nên nói với người khác nha. Mỗi người đều có phương pháp sống của mình, không sao. Hứa Thanh rất xa truyền đến âm thanh, thật sự không phải như vậy mà. Mặt Ngô Kiếm Vu cũng trở nên đỏ tía lên, càng lúc càng lo lắng. Hứa Thanh, ta cho ngươi 30 vạn linh thạch. Lúc này Hứa Thanh đã bước ra đến bên ngoài thân núi, vừa nghe được câu này bước chân của hắn liền dừng lại, quay đầu nhìn về sau lưng. Rất nhanh Ngô Kiếm Vu đỏ mắt lao ra từ trong khe núi, nhanh chóng lấy ra linh phiếu, kín đáo đưa cho Hứa Thanh. Cầm lấy, Hứa Thanh, ngươi phải cầm lấy, ngươi không cầm thì ta không an lòng, chuyện này thật sự không phải là cái dạng kia, không phải như ngươi nghĩ, ta. Hô hấp của Ngô Kiếm Vu trở nên dồn dập. Hứa Thanh nhìn thấy như thế, lặng lẽ thu hồi linh phiếu rồi gật đầu rất nghiêm túc. Ta cái gì cũng không phát hiện, nhưng Ngô Kiếm Vu hiển nhiên vẫn không yên lòng. Hứa Thanh, lần này ngươi tới Hoàng Cấm để làm chuyện gì? Có cái gì ta có thể giúp, ngươi cứ mở miệng, ta tìm. Độc vật. Hứa Thanh liếc mắt nhìn Ngô Kiếm Vu. Độc vật. Ta biết rõ, ở đây ta rất rành, ta dẫn ngươi đi. Ngô Kiếm Vu vừa nghe lời này, lập tức nhanh chóng mở miệng. Không cần. Hứa Thanh lắc đầu, quay người muốn đi. Hứa Thanh, ngươi tạm chớ đi, ngươi chờ ta một chút, ta đi lấy cho ngươi ngay. Phía dưới ngọn núi này có một địa phương, tuyệt đối có thứ độc mà ngươi cần. Ngô Kiếm Vu nói xong, vội vàng chạy vội vào trong khe hở. Ngô Kiếm Vu thật sự muốn lấy độc cho Hứa Thanh, bởi vì không làm như vậy thì y không an lòng. Lúc này thậm chí không đợi Hứa Thanh đồng ý thì y đã tan biến ở trong cái khe, gào thét vào về chỗ sâu trong khe hở. Trong lúc vội vàng Ngô Kiếm Vu cũng không chú ý tới bên trong cái bóng của mình thình lình xuất hiện thêm một con mắt. Lúc này con mắt này giống như một tên trộm chú ý khắp bốn phía. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, cúi đầu nhìn cái bóng dưới chân, cái bóng nhanh chóng hiện ra hình dạng của Ngô Kiếm Vu ở dưới mặt đất. Tận khả năng cụ hiện hành tung cùng với hoàn cảnh xung quanh của Ngô Kiếm Vu cho Hứa Thanh nhìn. Rất nhanh hình dạng cái bóng cải biến, có thể thấy nó đang miêu tả hành động của Ngô Kiếm Vu sau khi một đường đi trong khe hở. Ngô Kiếm Vu liền từ hang đá nhảy xuống trong ao,
bơi đi về chỗ càng sâu cho đến khi xuyên qua một cái lỗ, vào đến một cái không gian càng lớn. Trong phiến không gian kia tựa như có một mảnh hồ nước, chỉ là cái bóng miêu tả cái mặt hồ này có hình dạng tổng thể giống như một khuôn mặt người cực lớn, còn đang chậm chạp chấn động lên xuống, hình như nước trên mặt hồ rất sền sệt. Mà sau khi Ngô Kiếm Vu đi tới thì y trực tiếp múc ra một chút vật chất từ trên hồ này chứa vào bên trong bát đá, sau đó liền quay người trở về. Cái bóng miêu tả có chút không đầy đủ, trong khi Hứa Thanh trầm ngâm thì Ngô Kiếm Vu đã trở về. Hứa Thanh, ngươi xem, đây có phù hợp với thứ ngươi cần hay không? Ngô Kiếm Vu nói xong, liền đưa một cái bát đá cho Hứa Thanh. Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua, con ngươi lập tức ngưng tụ. Bên trong bát đá có một đồ vật như đã bị đông lạnh, nhìn như chất lỏng nhưng lại không phải chất lỏng, màu sắc xanh thẳm lộ ra ánh sáng óng ánh, đồng thời còn mang theo từng mùi hương. Tiên đống. Sắc mặt Hứa Thanh biến đổi, hắn nhận ra vật này. Bên trong cuốn dược điển của Bách Đại Sư có đề cập tới loại vật phẩm này, đây chẳng phải là độc dược mà là một loại vật thúc dục biến hóa cực kỳ ít thấy. Căn cứ Bách Đại Sư nghiên cứu, lão cảm thấy vật này có khả năng liên quan rất lớn tới tiên khí ghi chép bên trong sách cổ. Phía dưới ngọn núi này có một cái hồ nước kỳ dị, bên trong toàn là cái đồ chơi này, năm đó sau khi ta phát hiện liền lấy ra một chút. Nhưng tối đa một canh giờ liền tiêu tán, vô luận cất giữ như thế nào cũng đều như thế, không đủ để cho ta mang về tông môn, và lại vật này vô hại đối với nhân tộc. Nhưng có một lần ta cho hung thú uống một cái, con hung thú kia liền trực tiếp hư thối mà chết, cho nên ta nghĩ rằng cái này có thể cũng là một loại độc đó. Ngô Kiếm Vu vội vàng giải thích, mang ta đi nhìn một chút. Hứa Thanh trầm ngâm quan sát, sau đó chậm rãi mở miệng. Ngô Kiếm Vu không nói hai lời, lập tức dẫn đường. Lúc này bất kể Hứa Thanh đưa ra yêu cầu gì thì y cũng sẽ đồng ý, cho dù là nơi bí mật mà ngày bình thường không hề báo cho người khác biết thì trước mắt lại không chút do dự. Lập tức dẫn theo Hứa Thanh một đường chạy nhanh, rất nhanh đã đến chỗ hồ nước dưới mặt đất kia. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 565, Nghênh Hoàng Châu kịch biến. 1. Một cái hồ nước màu lam cực to lập tức hiện ra ở trước mặt Hứa Thanh, thoạt nhìn thì mặt nước rất là trong. Chỉ là khi cẩn thận quan sát thật kỹ liền có thể thấy được nước nơi đây đều ở trong trạng thái đông lạnh. Bốn phía còn mọc ra một chút cây cối có đủ loại màu sắc, rất là lộn xộn, ngay cả cái động quật của cái hồ này cũng mọc đầy cỏ rêu. Một luồng không khí ẩm ướt nồng đậm cũng tràn ngập ở nơi đây. Hứa Thanh đảo mắt nhìn qua một vòng, vô luận là ảnh nhãn lúc trước xem xét hay là dùng cảm giác của hắn ngay lúc này, đều không tìm được dấu hiệu nguy hiểm gì ở nơi đây, nhưng Hứa Thanh vẫn đề phòng như trước, cẩn thận đi đến phía hồ nước, sau khi tới gần liền nhìn xuống đáy hồ. Mặc dù mặt nước ở trạng thái đông lạnh nhưng lại trong vô cùng, có thể thấy được đáy hồ vô cùng rõ ràng, sau khi liếc mắt nhìn xuống Hứa Thanh liền trầm mặc. Đáy hồ phủ kín vô số hài cốt và đá vụn. Từ xương cốt nhìn ra có nam có nữ, dập dạp vô số tất cả nơi tầm mắt nhìn thấy đều có, dường như trong một số năm trước, nơi đây đã trải qua một trận thảm kịch nhân gian vậy. Ta từng vô tình tìm được nơi đây, đã tới rất nhiều lần đều không gặp phải nguy hiểm gì, mà đống hài cốt dưới đáy hồ cũng không có bất luận biến hóa quỷ dị nào. Ngô Kiếm Vu ở bên cạnh thò đầu ra nhìn theo, y sợ Hứa Thanh hiểu lầm thiện ý của mình nên lập tức vội vàng giải thích. Hứa Thanh gật đầu, sau khi cẩn thận quan sát hắn phát hiện mặc dù chất nước nơi đây là giống như đã đông lạnh, nhưng lại tồn tại một chút khác biệt với tiên đống được ghi chép bên trong dược điển của Bách Đại Sư. Nước này có nhiều mùi hương hơn. Nhất là bên cạnh cái hồ này, mùi hương đến từ hồ nước bao phủ toàn bộ phạm vi, vừa ngửi vào mũi thì trong miệng liền tràn đầy vị ngọt. Lần đầu ngửi còn tạm được, nhưng ngửi lâu rồi sẽ có một loại cảm giác chán ghét đến cực hạn. Điều này lại không hợp với miêu tả của tiên đống. Nhưng Hứa Thanh suy đoán, trước khi trải qua kịch biến, ở một số năm, trước cái hồ nước này đại khái là một cái hồ có tiên khí lượn lờ. Mà cái hồ nước này rất có thể chính là do tiên khí biến thành như trong miêu tả của dược điển. Chỉ bất quá sau khi trải qua một loại biến hóa không biết nào đó, cho nên mới hình thành loại vật nhìn tựa như tiên đống, nhưng lại không phải tiên đống này. Có thể tính là một loại tiên đống bị biến dị. Hiệu dụng cụ thể thì Hứa Thanh vẫn còn không rõ, nhưng hắn cảm thấy vật này vẫn có giá trị nghiên cứu không nhỏ.
trong lúc Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, đang muốn thu thập một chút tiền đống. Nhưng vào lúc này Hứa Thanh bỗng nhiên khẽ di một tiếng, nhìn kỹ xuống dưới đáy hồ. Mệnh hỏa trong cơ thể cũng lập tức được thiêu đốt, toàn bộ tu vi bộc phát và một biển lửa phong bạo lập tức hình thành. Ngô Kiếm Vu đứng bên cạnh trợn mắt thật to, bị khí thế vòng quanh của Hứa Thanh đẩy ra xa, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tình huống gì? Ngô Kiếm Vu vừa mới mở miệng thì Hứa Thanh đã hội tụ lực lượng mệnh hỏa vào hai mắt của mình, khiến cho đôi mắt của hắn vào thời khắc này tựa như muốn siêu việt cả sao trời, từ bên trên tràn ra ánh sáng rực rỡ nhìn xuống một vị trí ở dưới đáy hồ. Tại đó, trong rất nhiều hài cốt cùng đá vụn có một tảng đá rất lớn, nó cho Hứa Thanh một loại cảm giác rất quen thuộc. Ngươi đang nhìn cái gì vậy? Cái vật này có gì tốt sao? Đáng tiếc hồ nước này rất quỷ dị nên ta cũng không dám xuống dưới. Ta cũng đã từng nghĩ biện pháp muốn đi vào trong để lấy hài cốt bên dưới ra, nhưng không làm được. Ngô Kiếm Vu chú ý tới ánh mắt của Hứa Thanh, nhanh chóng mở miệng. Nhưng không đợi y nói xong, viên đá có chút cảm giác quen thuộc bị Hứa Thanh nhìn tới giống như bị một bàn tay vô hình bắt lấy. Bỗng nhiên di động bị kéo ra phía ngoài, chậm rãi xuyên thẳng qua hồ nước cho đến khi bị lôi ra ngoài, trôi lơ lửng tới trước mặt Hứa Thanh. Một màn này khiến cho Ngô Kiếm Vu phải há mồm hít vào một hơi. Hứa Thanh ngẩng đầu cẩn thận quan sát tảng đá lớn này, sau một lúc lâu hắn đã tìm ra thứ quen thuộc trên nó. Đó là khí tức của một đao thái thương. Trên hòn đá này thình lình ẩn chứa thần vận của một đao thái thương. Điều này khiến cho Hứa Thanh cảm thấy rất là kỳ dị, lập tức thu hồi nó lại. Cái bóng cũng im hơi lặng tiếng trở về, vừa rồi cũng chính là nó đã lặn xuống phía dưới và kéo tảng đá lớn này lên. Cùng lúc đó theo tảng đá lớn bị lấy ra, vị trí lúc trước của nó liền lộ ra một tấm bia đá tàn phá ẩn tàng ở ngay phía dưới. Trong khi bốn phía hồ nước chậm rãi chấn động, nước bùn trên tấm bia đá cũng chậm rãi tản ra hai bên, lộ ra một chút chữ viết và hình vẽ phía trên. Hứa Thanh lập tức nhìn tới, Tử Thanh Thượng Quốc, Tẩy Tiên Trì. Ngô Kiếm Vu ở bên cạnh cũng đã phát hiện ra, sau khi thấy rõ chữ viết liền kinh hô một tiếng. Hứa Thanh cũng rất kinh ngạc, sau khi cẩn thận xem xét, chú ý tới hình vẽ trên tấm bia đá hình như là một bức địa đồ của Nam Hoàng Châu. Phía trên đánh dấu vị trí hoàng đô của Tử Thanh Thượng Quốc, chính là Tử Thổ bây giờ, đồng thời cũng có ký hiệu của Tẩy Tiên Trì, ở bên cạnh còn có một chỗ ký hiệu viết Phủ Thái Tử. Mà vị trí kia, chính là vị trí của phế tích đạo miếu Thái Thương mà Hứa Thanh muốn đi lúc trước. Hứa Thanh nhìn xuống hồ nước, lai lịch của nơi đây đã rõ ràng, mà cái tên Tử Thanh Thượng Quốc cũng lần nữa hiện ra trong trí nhớ của Hứa Thanh. Khi hắn lần đầu tiên nghe nói đến Tử Thanh Thượng Quốc là lúc hắn đang ở trong thủ đô của Tử Thổ. Cũng là thủ đô của Tử Thanh ngày trước, lúc đó hắn được Trần Phi Nguyên nói cho lai lịch của bát đại gia tộc trong Tử Thổ. Lúc đó hắn mới biết, nguyên lai vào cực kỳ lâu trước kia, bên trong Nam Hoàng Châu còn tồn tại một cái quốc gia có huyết mạch kỳ dị. Với cả Hứa Thanh nghĩ tới lúc ấy, Trần Phi Nguyên cho hắn một cảm giác rõ ràng rất yếu nhưng lại rất mạnh. Hồi lâu Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, lại lấy ra một chút tiên đống biến dị phía dưới, sau đó liền không chậm trễ quay người rời khỏi cái hồ này, đi ra bên ngoài. Các bạn đang nghe chuyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 566, Nghênh Hoàng Châu Kịch Biến 2. Ở ngoài cửa vào khe hở, Ngô Kiếm Vu một đường dẫn Hứa Thanh đi ra đến bên ngoài. Lúc này y đang áp chế hai tay của mình, đôi mắt trông mong nhìn về phía Hứa Thanh, muốn nói lại thôi. Ta sẽ không nói với những người khác, ngươi yên tâm là được. Hứa Thanh thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn Ngô Kiếm Vu, thân thể nhoáng một cái, hóa thành cầu vồng bay xa. Chỉ để lại một mình Ngô Kiếm Vu đứng đó, vẻ mặt phiền muộn lo được lo mất. Cho đến một lúc lâu sau, Ngô Kiếm Vu hung hăng nghiến răng một cái. Không quản được nhiều như vậy, mặc dù Hứa Thanh làm việc bá đạo, nhưng hẳn cũng là người hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cùng lắm thì. Ta trong thời gian ngắn không trở về tông môn nữa, không bồi dưỡng ra nhi tử bảo bối, ta quyết không bỏ qua. Rõ ràng Ngô Kiếm Vu đã bị Thánh Quân Tử trấn áp cả một phong kích thích, lúc này ánh mắt trở nên đỏ thẫm mạnh mẽ xoay người. Trở về cái hang đá của mình tiếp tục chiếu cố những con hung thú bụng lớn kia. Mà sắc trời bây giờ cũng đã chuyển tối, trăng sáng nhô lên thật cao, ở dưới ánh trăng cây cối trong hoàng cấm tựa như hóa thành những con lệ quỷ.
thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, mà khắp nơi thi thoảng còn có từng tiếng kêu kỳ quái, đồng thời còn có tiếng thú giống thỉnh thoảng vang vọng. Thân ảnh Hứa Thanh xuyên thẳng qua khu rừng đen nhánh phía dưới, thân thể lúc lên lúc xuống, lúc lại nhảy lên, tốc độ rất nhanh. Hắn không hề có ý nghĩ là sẽ nói lung tung việc của Ngô Kiếm Vu với người ngoài. Trong thời buổi loạn thế này, mỗi người đều có phương pháp sinh tồn của riêng mình, mặc dù đối phương có chút sở thích kỳ lạ nhưng cũng không có ghét mình. Đối phương còn dẫn hắn tìm được tiên đống, cho nên Hứa Thanh cũng chẳng muốn để ý tới cái việc kia. Hắn chỉ cảm thấy thiên hạ quả thật rộng lớn, không thiếu cái lạ. Nhưng bên trong chuyện này có khả năng ẩn tàng mục đích khác của Ngô Kiếm Vu. Hứa Thanh lắc đầu, thu hồi lại suy nghĩ của mình. Trong bóng đêm hắn đã tìm được một cái hốc cây, sau khi kiểm tra gần đó một phen lại bố trí thêm trận pháp phòng hộ, lúc này mới chui vào bên trong cái hốc. Trước khi chuẩn bị qua đêm, Hứa Thanh lấy tiên đống đã thu được ra. Lúc này thời gian đã trôi qua một chút, cho nên chỗ tiên đống này rõ ràng đã thiếu đi non nửa. Cũng khiến cho Hứa Thanh nghĩ đến lời của Ngô Kiếm Vu từng nói, vật này chỉ cần vượt qua một canh giờ sẽ tan biến. Vì vậy hắn suy tư một phen rồi lấy ra một cái bình nhỏ, sau khi mở ra liền vung tay lên, tiểu hắc trùng bên trong lập tức bay ra rơi vào trên tiên đống, bắt đầu thôn phệ. Hứa Thanh cẩn thận quan sát, nhưng chờ cho đến khi đám tiểu hắc trùng ăn xong những tiên đống này, vẫn không thấy chúng có phản ứng và biến hóa gì cả. Vì vậy Hứa Thanh suy nghĩ một chút, dứt khoát để cho một nhóm tiểu hắc trùng này đi qua thôn phệ toàn bộ tiên đống hắn mang tới. Chỗ tiên đống rất nhanh liền tan biến, Hứa Thanh quan sát hồi lâu, cuối cùng lại thu những con tiểu hắc trùng kia vào lại trong bình, đánh một ký hiệu cho cái bình này sau đó liền cất đi. Hắn chuẩn bị đợi qua một đoạn thời gian để đám tiểu hắc trùng tiêu hóa chỗ tiên đống kia xem sao, sau đó lại lấy ra kiểm tra xem bọn chúng có chỗ nào bất đồng hay không. Sau khi làm xong những thứ này, Hứa Thanh lại lấy ra hòn đá có được thần vận của một đao thái thương vừa thu được từ trong đáy hồ. Cầm ở trong tay nghiên cứu, cảm ngộ thần vận trong đó, dần dần trước mắt của hắn giống như có một đạo đao ảnh đảo qua. Tâm thần Hứa Thanh lập tức chấn động, lập tức nhắm mắt cảm nhận. Cứ như vậy, một đêm trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai Hứa Thanh mở mắt ra, chuyện thứ nhất hắn làm chính là cúi đầu nhìn hòn đá trong tay. Vật này có thể khiến cho ta hiểu thêm càng sâu đối với một đao thái thương. Hứa Thanh cảm thấy mình đã lấy được thu hoạch cực lớn, sau đó lại lấy ra cái bình có những con tiểu hắc trùng đã cắn nuốt tiên đống. Những con tiểu hắc trùng này đêm qua đã cắn nuốt tiên đống, lúc này Hứa Thanh dựa vào huyết dịch dẫn dắt, cẩn thận quan sát và phát hiện từng con tựa như đang say vậy, không hề nhúc nhích, không hề hoạt động. Nhưng khí tức của chúng hình như đã có một chút thay đổi rất nhỏ. Việc này khiến cho Hứa Thanh cảm thấy rất hứng thú, nhưng hôm nay chúng nó vẫn không hề có dấu hiệu hoạt động, thế nên Hứa Thanh cũng không nhìn ra được tình huống cụ thể. Hắn cũng không đi quấy rầy, sau khi cất kỹ chúng nó vào, lại ghi nhớ kỹ vị trí của hồ nước ở trong lòng, lúc này hắn mới rời khỏi hốc cây chạy nhanh về phía xa xa. Hắn chuẩn bị đi tới chỗ phế tích của đạo miếu Thái Thương, đi xem có thể có cơ duyên cảm ngộ đao Thái Thương thứ hai hay không. Nếu không được thì hắn chuẩn bị quanh năm nghiên cứu hòn đá kia, mượn nó để cảm ngộ thêm về một đao thái thương. Góc cạnh của hòn đá này khá là sắc bén, tựa như đao phong vậy, nhất định có liên quan tới đạo miếu Thái Thương, có khả năng là một bộ phận của bức tượng thần nào đó trong đạo miếu Thái Thương. Hứa Thanh phân tích trong lòng. Thời gian trôi qua, 10 ngày trôi qua. 10 ngày này Hứa Thanh thủy chung chạy đi trên đường, thỉnh thoảng hắn cũng thu hoạch một chút độc thảo và độc vật trên đường. Đồng thời cũng nhiều lần chú ý tới đám tiểu hắc trùng đã ăn vào tiên đống, nhưng trải qua 10 ngày chúng nó vẫn một mực ngủ say như trước. Lâu như vậy, Hứa Thanh có chút kinh ngạc, nếu không phải hắn cảm giác được bọn chúng vẫn còn sống, hắn cũng tưởng rằng bọn chúng đã chết hết. Lại để quan sát thêm một chút, Hứa Thanh trầm ngâm, ngẩng đầu nhìn về xa xa phía trước. Phía trước hắn có thể nhìn thấy xa xa phía dưới sườn núi có một tòa thành trì cổ xưa đã biến thành phế tích, dường như đã ngủ vùi trong năm tháng vĩnh hằng. Lúc này đang là buổi trưa, là lúc ánh mặt trời nồng đậm nhất, từng tia nắng tung bay xuyên thẳng qua thành từng mảnh lá cây trong khu rừng, lác đác chiếu xuống bốn phía quanh Hứa Thanh. Nhưng tia nắng ban bác xuyên thấu qua đám lá cây, chiếu vào tòa thành cổ xưa khiến cho bên trên tòa thành tự nhiên hiện lên một loại cảm giác năm tháng tang thương. Mà đứng ở vị trí của Hứa Thanh bây giờ,
còn có thể nhìn thấy trung tâm của cái thành trì phế tích này có một tòa thần miếu vô cùng rộng lớn tồn tại. Từ xa nhìn tới chỉ có thể thấy được những đường nét mơ hồ không rõ hình dáng, thế nhưng loại cảm giác cổ xưa thần bí và sự chứng nhận của thời gian vẫn tràn ngập trong đó. Đã đến, Hứa Thanh nhảy tới, đến gần tòa phế tích trước mặt. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 567, Nghênh Hoàng Châu kịch biến. A. Mà trong khi thân ảnh của Hứa Thanh vừa mới bước vào phế tích thời gian chưa tới nửa nén hương. Cách nơi này rất xa xôi, cách biển cấm, trên đại lục vọng cổ đã xảy ra một sự kiện kinh thiên động địa, khiến cho nội tâm của toàn bộ thế lực trong Nghênh Hoàng Châu cũng phải nhấc lên từng đợt sóng cao vạn trượng. Lăng Vân Kiếm Tông trong liên minh bảy tông, trong khoảng thời gian cách gần 200 năm, hôm nay, cái tông môn này lần nữa lại vận dụng pháp bảo cấm kỵ, như muốn tiêu diệt toàn bộ thất huyết đồng. Nguyên nhân gây ra việc này là vào 7 ngày trước, liên minh bảy tông lại phát ra một điều lệnh và ý chỉ cho thất huyết đồng, nhưng mà huyết luyện tử vẫn kéo dài, như trước. Cho đến một ngày trước, Nguyên Lão Viện, cũng là hội nghị tối cao của liên minh bảy tông đã thống nhất biện pháp xử lý, phái đặc sứ đi tới báo cho thất huyết đồng biết một quyết định cuối cùng. Nội dung của quyết định này chính là để cho huyết luyện tử và phong chủ của bảy phong trong vòng một ngày tự trói mình quay về liên minh bồi tội, nếu như không đến sẽ tiêu diệt thất huyết đồng, diệt từng đệ tử không chết không thôi. Đồng thời cũng thông báo cho toàn bộ ngoại tộc và tông môn khác ở trong thất huyết đồng, trong vòng 3 ngày phải rời khỏi thất huyết đồng. Nếu như không ly khai 3 ngày sau tiếp tục khư khư cố chấp như thất huyết đồng, vậy thì khi thiên phạt phủ xuống, các tộc lưu lại tự gánh lấy hậu quả. Việc này lập tức vang động bát phương, rất nhiều ngoại tộc tới chơi thất huyết đồng đều nhao nhao rút lui khỏi. Rất nhiều người của liên minh bảy tông cũng đều rời đi, toàn bộ thất huyết đồng trở nên bấp bênh, lòng người bàng hoàng. Cho đến một ngày sau, huyết luyện tử vẫn như cũ không cho ra câu trả lời thuyết phục, vì vậy liên minh bảy tông liền tức giận, pháp bảo cấm kỵ của Lăng Vân Kiếm Tông cũng lập tức được sử dụng. Nó hóa thành một đạo huyết quang ngập trời, từ bên trong liên minh bảy tông phóng lên trời, hình thành một khối hạt giống huyết sắc ở giữa không trung, bay thẳng đến phía bắc, không phải là thất huyết đồng ở phía nam, mà là phía bắc. Bên trong Nghênh Hoàng Châu có một ngọn núi và một con sông giao nhau mà qua, kết nối toàn bộ đông tây nam bắc của Nghênh Hoàng Châu. Núi là Thái Ti Độ Ách Sơn, sông là Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà. Thái Ti Ti Độ Ách Sơn kết nối phía nam và bắc, Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà thì thông hai phía đông tây. Mà nơi bọn nó giao thoa cũng là vị trí trung tâm của Nghênh Hoàng Châu, nơi đó có một cái tông môn. Tên của tông môn này là Thiểu Ti Tông, nó không hề có quan hệ trực tiếp với Thái Ti Tiên Môn, nhưng bất luận thế lực lớn nào ở Nghênh Hoàng Châu cũng đều biết, Thiểu Ti Tông này chính là nanh vuốt mà Thái Ti Tiên Môn nâng đỡ dùng để ngăn chặn liên minh bảy tông. Bởi vậy tông môn này đã xây dựng một tòa đập lớn, ngăn chặn một nhánh sông của Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà, mà nhánh sông này vốn nên thuận theo đường núi chảy xuôi đến cửa khẩu của liên minh bảy tông. Nhánh sông bị chặn, khiến cho tổng thể linh khí và trình độ tẩy rửa dị chất của liên minh bảy tông cũng bị ảnh hưởng cực lớn. Đối với người liên minh bảy tông mà nói, Thiểu Ti Tông kia giống như khúc xương nghẹn ở cổ họng. Bọn họ nhiều lần yêu cầu tông này triệt hồi phá bỏ đập lớn, nhưng đều bị Thái Ti Tiên Môn can thiệp, đưa ra điều kiện hà khắc. Mà liên minh bảy tông nếu muốn ra tay nhằm vào Thiểu Ti Tông, trừ phi có thể lập tức kết thúc chiến đấu, bằng không mà nói nhất định sẽ bị đối phương ngăn cản lại. Đồng thời thế lực khắp nơi cũng sẽ ngăn cản, mà nếu liên minh bảy tông vô cớ mở ra pháp bảo cấm kỵ, nhất định sẽ bị các phương hoài nghi. Đồng thời thế lực mấy phương khác cũng rất vui vẻ khi trông thấy nhân tộc nội đấu, cho nên cũng đã trợ giúp không ít, khiến cho quang cảnh của liên minh bảy tông càng ngày càng khó khăn. Mà giờ khắc này pháp bảo cấm kỵ biến thành hạt giống huyết sắc từ Lăng Vân Kiếm Tông bộc phát ra, phương hướng mà nó bay tới chính là cái Thiểu Ti Tông này. Tốc độ cực nhanh, trong chốc lát khỏa hạt giống huyết sắc này liền như một con thoi xuyên thấu qua vô tận phạm vi, rơi thẳng vào trong Thiểu Ti Tông. Liên minh bảy tông rõ ràng là đang ám độ Trần Thương. Bọn họ giống như tạo thành mâu thuẫn cực lớn cùng với thất huyết đồng, khí thế còn vô cùng hùng hổ, nhưng trên thực tế tất cả đều là sương mù che mắt. Tất cả chỉ để kiếm lý do hợp lý để mở ra pháp bảo cấm kỵ, tìm cho mình một cơ hội rút đi khúc xương mắc trong yết hầu của mình. Bây giờ theo hạt giống huyết sắc hạ xuống, một gốc cây màu máu quỷ
dị đột ngột mọc lên từ mặt đất trong Thiểu Ti Tông, gốc cây này lập tức mọc lên che trời. Cái cây này vừa nhoáng một cái, hơn phân nửa thân hình tu sĩ của Thiểu Ti Tông tan vỡ tử vong ngay tại chỗ. Máu tươi lập tức bị cái cây này hút vào trong cơ thể, mà những người còn lại cũng đều bị trọng thương và hoảng sợ phun ra máu tươi. Nó lại tràn ra một chút ánh sáng, cả tông môn Thiểu Ti Tông liền vang lên tiếng nổ trời long đất lở. Đại địa nứt vỡ và kiến trúc khắp nơi lập tức sụp xuống, mà con đập lớn kia cũng lập tức nổ tung chia năm xẻ bảy. Không còn đập lớn ngăn trở, nước sông Uẩn Tiên trực tiếp mãnh liệt ào ào đổ xuống, theo đường núi của Thái Ti chảy xuôi xuống dưới. Sau khi phát ra ba đạo ánh sáng, cái cây máu kia liền nở hoa, ở bên trong cũng có một giọng nói tang thương truyền ra. Thiểu Ti Tông giết đệ tử liên minh của ta, chứng cứ vô cùng xác thực, diệt toàn bộ Thiểu Ti Tông. Một trận pháp hình thành, bầu trời lập tức ngập máu, trong đó xuất hiện trên trăm thân ảnh, khí tức của mỗi một vị đều vô cùng kinh người, trên người tràn ngập sát ý nhao nhao hạ xuống. Hết thảy đều diễn ra quá nhanh. Lúc trước liên minh bảy tông vì uy hiếp Thất Huyết Đồng, tổng cộng có ba tông môn khai mở pháp bảo cấm kỵ, giờ phút này tuy chỉ mới vận dụng pháp bảo của Lăng Vân Kiếm Tông. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sáu cái tông khác của liên minh bảy tông đều đồng thời đều mở ra pháp bảo cấm kỵ. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ không trung của liên minh bảy tông hoàn toàn biến sắc, thiên hạ chấn động. Các bạn đang nghe chuyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 568, ta xuống tay trước một. Tuy trên đại lục vọng cổ đang phát sinh một việc lớn động trời, nhưng lúc này Hứa Thanh vừa vào phế tích và hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng hắn mơ hồ cảm giác bầu trời sau giờ ngọ hình như nhiều hơn một chút màu đỏ nhàn nhạt. Trừ cái này ra, không có gì dị thường nữa. Và lại tuy nhiều thêm một chút màu đỏ rất nhẹ, cũng rất khó khiến cho người ta có thể liên tưởng tới cái gì. Cho nên hắn chỉ ngẩng đầu quét mắt nhìn qua liền thu hồi ánh mắt, tiếp tục xem xét từng bức tường đổ bên trong phế tích. Tòa phế tích này khác với những tòa thành phế tích mà Hứa Thanh từng đi tới, phong cách khá khác biệt, kết cấu nóc nhà nơi đây lấy hình giếng là chủ yếu. Lớn nhỏ cao thấp thoạt nhìn tất cả đều rất là chỉnh tề, đồng thời hình như cũng ẩn chứa một loại quy tắc nào đó. Đồng thời toàn bộ tòa thành trì mặc dù đã trải qua năm tháng hao mòn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy sự xa hoa và tinh xảo của nó như cũ. Mỗi một viên gạch trên mặt đất đều có hoa văn, mỗi một căn nhà đều mang theo linh vận, mỗi một con phố đều được trải bằng bạch ngọc, mỗi một cây cầu đều được thiếp vàng khảm bạc. Chẳng qua hiện nay những vật xa hoa này đã bị dị chất ăn mòn, mất đi ánh sáng và phong hóa nghiêm trọng giá trị của chúng. Duy chỉ có khi ánh mắt của hậu nhân quét tới, mới có khả năng tưởng tượng ra được sự huy hoàng giàu có trước kia của tòa thành trì này. Nhưng sau khi tưởng tượng chấm dứt, thứ chiếu vào trước mắt chính là phân của các loại chim thú đầy trên mặt đất. Còn có mảng lớn nước bùn và vô số cỏ dại có hình răng cưa sinh trưởng khắp nơi, với cả những con côn trùng thi thoảng bò qua từ trong mặt đất lầy lội. Tất cả những thứ này khiến cho cả tòa thành trì này tràn ngập cảm giác mục nát. Mà mọi chi tiết trong này cũng đã thể hiện vô cùng hoàn mỹ cái chữ mục nát này, nhất là Hứa Thanh còn nhìn thấy hai chữ Tử Thanh trên một tấm bia tàn phá. Trong địa đồ mà Tẩy Tiên Trì miêu tả, nơi này chính là phủ thái tử của Tử Thanh Thượng Quốc, là chỗ cư ngụ của thái tử. Hứa Thanh đi trên đường, đạp trên nước bùn nhìn qua dấu chân lộn xộn trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu ánh mắt đảo qua bốn phương, chú ý tới trong một số kiến trúc có thân ảnh tu sĩ thoảng qua. Tu sĩ nơi đây không nhiều lắm, nhưng hình như đều có người ở quanh năm. Thông qua bộ phận tài liệu mà hắn tìm được ở trong tông môn, Hứa Thanh biết rõ tòa phế tích này luôn có tu sĩ qua lại. Bọn họ đến từ các nơi khác nhau trên Nam Hoàng Châu. Có rất nhiều tu sĩ có tông môn, cũng có rất nhiều tán tu, bởi vì hoàng cấm rất lớn mà vật tư lại phong phú. Cho nên mặc dù hung hiểm, nhưng nơi này vẫn trở thành địa phương được rất nhiều tu sĩ tới để thu hoạch tài nguyên. Dẫu sao sống ở loạn thế thì vạn vật đều phải tranh giành, nhất là những tiểu tông tiểu thế lực cùng với tán tu lại càng phải như vậy. Mỗi một lần tăng lên tu vi, mỗi một lần đề cao chiến lực, bọn họ phần lớn đều phải thông qua từng trận chém giết máu tanh cùng với lần lượt tìm được đường sống trong chỗ chết. Loại khổ này các tu sĩ đại tông cũng phải trải qua, nhưng cấp độ cả hai có chỗ bất đồng, cho nên hung hiểm cũng tương đối cao hơn. Mà tòa phế tích này vẫn thủy chung tồn tại trong nhiều năm qua, cho nên có thể thấy được tính an toàn của nó.
Bởi vậy nên nơi này đã biến thành nơi nghỉ chân của rất nhiều tu sĩ tới hoàng cấm thu hoạch tài nguyên. Hứa Thanh đến liền dẫn tới rất nhiều người chú ý, nhưng bọn họ cũng chỉ liếc mắt nhìn liền nhanh chóng thu hồi. Tính cách người nơi đây phần lớn rất cẩn thận, thực tế là cảnh giác đối với người bên ngoài. Mà tính cách của Hứa Thanh cũng tương tự như thế. Trong lúc đi về phía trước thì ánh mắt của Hứa Thanh lướt qua hai bên, cảnh giác với nguy hiểm và ác ý sẽ tới. Nhưng tốc độ của hắn cũng không hề giảm mà càng lúc càng nhanh, vội vã đi về phía trung tâm của tòa phế tích này. Không lâu sau, phía trước tầm mắt của Hứa Thanh xuất hiện một tòa miếu thờ với tạo hình quen thuộc. Không giống với kiến trúc của những tòa nhà bên trong, phế tích, đỉnh của đạo miếu Thái Thương là hình tròn. Nếu nhìn bao quát từ trên cao, có thể thấy bên trong toàn bộ tòa phế tích, chỉ có chỗ này mới có một cái kiến trúc hình tròn như vậy mà vị trí còn thuộc về chính giữa. Bố trí như thế có thể tưởng tượng vào thời điểm nơi đây vẫn còn hưng thịnh, địa vị của tòa miếu này nhất định cực kỳ cao. Hứa Thanh lặng lẽ nhìn qua, sau đó liền giơ chân lên bước tới gần. Từ xa nhìn đến, bên ngoài miếu thờ có hơn 10 tu sĩ quần áo khác nhau đang ngồi tản mát ở bốn phía, nam có nữ có. Trong những người này có 2-3 người tạo thành một nhóm, có người một mình một chỗ, vị trí đều là nơi có thể trông thấy cửa lớn của miếu thờ. Mặc dù đều đang khoanh chân nhưng vẫn thi thoảng ngẩng đầu nhìn ra cánh cửa bên trong miếu thờ. Về phần tu vi, phần lớn đều là ngưng khí đại viên mãn, cũng có trúc cơ chuẩn bị có mệnh hỏa. Duy chỉ có 2 vị lão giả tóc hoa râm với vẻ mặt đầy nếp nhăn là tu vi đạt đến trình độ một đoàn mệnh hỏa. 2 lão giả trúc cơ một đoàn mệnh hỏa, cùng với 3-5 người trúc cơ chưa mở mệnh hỏa, bọn họ ở chỗ này coi như hợp lý. Dẫu sao cũng không phải là không thể cảm ngộ thành công, một khi cảm ngộ thành công một đao Thái Thương, đối với bọn họ mà nói chẳng khác gì là một bước lên trời. Nhưng những ngưng khí đại viên mãn tồn tại ở đây thì lại khiến cho người ta vừa nhìn liền cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng sau khi Hứa Thanh đảo qua, đáy lòng liền mơ hồ có một đáp án. Bởi vì một cái chớp mắt khi hắn đi tới, liền cảm nhận được từ trong đám người tản ra từng cảm giác tham lam và ác ý. Nhưng sau khi phát hiện khí tức của hắn lại tựa như chim sợ cành cong, nhanh chóng thu hồi. Đồng thời trong những bụi cỏ ở bốn phía còn có một vài thứ không ai để ý tới, bên trong đó dĩ nhiên là những bộ xương khô đã hư thối. Nơi đây là đạo miếu Thái Thương, là nơi cảm ngộ một đao Thái Thương. Nhưng nơi đây cũng là một nơi mà thể hiện cái gọi là mạnh được yếu thua của tu sĩ trong hoàng cấm, là một nơi cùng hung cực ác. Mượn nhờ danh khí của đạo miếu Thái Thương, nơi đây thỉnh thoảng sẽ có tu sĩ mộ danh mà đến, nếu là cường giả tự nhiên sẽ không sao cả. Nhưng nếu như người tu vi chưa đủ đến đây, nhất định sẽ chết thảm ở nơi này và mất đi hết thảy những thứ vốn có của mình. Mà hơn 10 người ở ngoài miếu thờ này, trong phán đoán của Hứa Thanh, cho dù bọn họ cố ý chia thành 3 phe, nhưng lại không cải biến được sự thật rằng bọn họ vốn là một đội. Mắt thấy một màn này, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, bước từng bước một đi tới. Hơn 10 người ngoài đạo miếu này mịt mờ đưa mắt ra ý lẫn nhau một cái, cuối cùng vẫn không dám ra tay đối với Hứa Thanh. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 569, ta xuống tay trước 2. Bọn họ có thể tồn tại ở chỗ này thì dĩ nhiên có đủ nhãn lực, mơ hồ nhìn ra Hứa Thanh không phải loại ngoài lương thiện. Mà giờ khắc này theo Hứa Thanh tiếp cận tòa thần miếu, hắn nhìn thấy được bên trong miếu thờ có một pho tượng quen thuộc lại lạ lẫm. Cũng nhìn thấy Thánh Quân Tử đang khoanh chân đả tọa bên dưới chân bức tượng thần. Một thân trường bào màu vàng tràn ra quang mang rất là chói mắt, trên đỉnh đầu còn có một cái ô tràn ra lưu quang như dòng nước chiếu rọi bát phương, rất gây chú ý. Lúc này hai mắt của gã đang khép kín và toàn thân tràn ra lãnh ý, tựa như hết thảy cảm xúc chấn động trên người của gã đều là dư thừa. Bước chân Hứa Thanh dừng lại, nội tâm nhấc lên cảnh giác, hắn không chú ý nhiều lắm về Thánh Quân Tử khi ở trong tông môn, không ngờ đối phương vậy mà lại tới đây cảm ngộ. Mặc dù bây giờ tu vi của Hứa Thanh không hề tầm thường, nhưng hắn thích lấy thực lực tuyệt đối đi chấn áp, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không hắn sẽ không giao chiến với cực hạn của bản thân. Vì vậy sau khi Hứa Thanh suy tư, mặc dù cũng động tâm với mệnh đăng của đối phương, nhưng cũng không cần thiết cướp đoạt và phát sinh mâu thuẫn vô cớ. Cho nên hắn không có ý định bước vào bên trong miếu thờ, mà dự định tìm một vài bức tượng thần ở bên ngoài thử đi cảm ngộ.
nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đúng lúc này thánh quân tử bên trong miếu thờ giống như có chỗ phát hiện, ánh mắt dài nhỏ chậm rãi mở ra. Ánh mắt lạnh lùng không hỗn tạp bất luận một tia cảm xúc nào, giống như hai lưỡi dao sắc bén trực tiếp rơi vào trên người Hứa Thanh bên ngoài miếu thờ. Một khắc nhìn thấy, gã không nói bất kỳ lời nào tay phải giơ lên, vung ra phía ngoài một cái. Hư vô trước mặt lập tức vặn vẹo, chấn động trống rỗng xuất hiện từ bát phương, bụi bặm trên mặt đất lập tức cuốn lên, nháy mắt hội tụ đến tạo thành một thanh thạch kiếm. Thạch kiếm vừa xuất hiện, một luồng khí thế vô cùng kinh người liền hiện lên. Bên trên nó cũng tràn ra từng đạo kiếm khí bắn vào trên mặt đất phát ra âm thanh xì xì, mặt đất bên dưới lập tức xuất hiện từng đạo khe hở. Ngoài miếu thờ, hai lão giả trúc cơ một đoàn mệnh hỏa nhìn thấy một màn này, thần sắc lập tức đại biến cấp tốc rút lui. Bọn họ cũng tự biết mình, dựa vào lực lượng của bọn họ mà đối mặt với thanh đại kiếm tiện tay hình thành này, dù chỉ bị thổi trúng một chút cũng phải chết không thể nghi ngờ. Những người còn lại cũng đều tương tự như vậy, nhanh chóng rút lui. Một khắc khi đám người bên ngoài thối lui, mũi kiếm bên trong miếu thờ chuyển động chỉ về phía Hứa Thanh, gào thét xông thẳng đến. Tốc độ cực nhanh, âm thanh phá không lập tức dấy lên và hư không liên tiếp hiện ra những tia chấn động. Thanh đại kiếm nháy mắt liền biến thành con thoi bay đến trước mặt Hứa Thanh, đâm thẳng tới mi tâm của hắn. Sắc mặt Hứa Thanh trầm xuống, giơ tay phải lên, bắn ra một chưởng ở trên thanh kiếm đang lao tới. Phịch, ầm, một tiếng nổ mạnh vang lên. Thanh đại kiếm tan vỡ chia năm xẻ bảy, lúc rơi uống trước mặt Hứa Thanh còn tạo ra phong bạo quét ngang bốn phía. Những nơi đi qua cỏ dại trên đất lập tức đứt gãy tận gốc, bùn đất bay lên giống như ở trong một cơn bão vậy. Cũng may hơn 10 tu sĩ kia rút lui nhanh, nếu không một khi bị ảnh hưởng đến thì nhất định không còn khả năng sống. Trong đám bụi bặm thì sắc mặt Hứa Thanh khó coi, ngẩng đầu âm lãnh nhìn vào trong miếu thờ, trực tiếp đối mắt với thánh quân tử ở bên trong miếu thờ. Ngươi có ý gì? Hứa Thanh chậm rãi mở miệng. Thần sắc của thánh quân tử vẫn như bình thường, với gã mà nói muốn làm gì chỉ cần thích là được, muốn động thủ liền động thủ, muốn giết người liền giết người. Nhất là trong lòng của gã, nhân tộc trên Nam Hoàng Châu không đáng giá nhắc tới. Kể cả là Hứa Thanh, gã vốn không hề biết rõ đối phương, dù đối phương đã trấn áp Tư Mã Lăng, cũng chỉ bị gã chú ý một chút mà thôi. Nhưng gã cũng chưa từng nhìn thấy qua bộ dạng của Hứa Thanh, mà gã cũng chỉ dự định để cho Hứa Thanh dưỡng lớn hơn một chút sau đó mới biến thành chất dinh dưỡng mà thôi. Nhưng trong lúc gã cảm ngộ ở nơi này, liền nghe đệ tử Lăng Vân Kiếm Tông truyền tin tức tới, biết được sự tình mà Hứa Thanh làm, cũng đã nhìn thấy hình ảnh của Hứa Thanh. Mà vừa rồi ra tay cũng chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng đối phương rõ ràng lông tóc không tổn hao gì. Cái này quả thực để cho bên trong ánh mắt của gã lộ ra một tia ánh sáng kỳ dị, trong đầu liền dâng lên ý niệm lập tức muốn cắn nuốt Hứa Thanh. Bất quá sau khi suy tư, gã vẫn cảm thấy lúc này cắn nuốt Hứa Thanh vẫn còn kém một chút ý vị, thế nên liền nhàn nhạt mở miệng. Là ngươi thừa dịp ta không có ở đây, bắt sư đệ của ta đi. Sau khi trở về lập tức thả tam bái ra, Hứa Thanh. Ngươi cũng nhớ kỹ, nếu tam bái mất một sợi tóc ta liền đoạn một ngón tay của ngươi, không có ngoại lệ. Thánh quân tử bình tĩnh truyền ra lời nói giống như căn dặn, nói xong liền không thèm để ý tới Hứa Thanh nữa, nhắm mắt đả tọa. Mà mọi người bên ngoài đạo miếu cũng đều nhao nhao ngừng thở, thần sắc khác nhau. Ánh mắt tập trung quan sát trên người Hứa Thanh cùng thánh quân tử. Trong khoảng thời gian này bọn họ đã tra xét được thân phận của thánh quân tử, cũng cảm nhận được sự bá đạo của đối phương, giờ phút này nhìn gã xuất thủ cũng quả thực vô cùng cường hãn. Đồng thời thông qua lời nói vừa xong, bọn họ cũng đã biết được thân phận của Hứa Thanh. Hứa Thanh, tự liệt của Thất Huyết Đồng, đây chính là thiên kiêu của Thất Huyết Đồng. Vậy thì như thế nào, đối mặt với người của Đại Lục Vọng Cổ, vẫn phải cúi đầu. Hứa Thanh đứng ở cửa ra vào, ánh mắt đảo qua cái cổ thánh quân tử, lại nhìn một chút mệnh đăng cái ô trên đỉnh đầu đối phương, trong mắt lóe lên hàn mang và sát cơ mãnh liệt. Lão tổ Kim Cương Tông bên trong que sắt màu đen nhìn thấy một màn này thì liên tục hít sâu, nhưng lão không dám tùy tiện biểu lộ. Lo lắng bị con chân long khác kia phát hiện, nhưng đáy lòng của lão cũng đang cảm thán vô cùng. Trong những cuốn sách cổ mà ta từng đọc, thường thường là sau khi bị địch nhân khi nhục, nhân vật chính sau đó liền bị ép buộc bất đắc dĩ, không thể nhịn được nữa chỉ có thể phản sát lại. Mặc dù như vậy đúng là thoải mái thật, nhưng sau khi thấy nhiều cũng cảm thấy có chút nhàm chán. Nhưng Hứa ma đầu này lại không giống vậy, với tính cách của hắn,
Một khi địch nhân lộ ra một chút sát cơ khiến cho hắn cảm thấy sinh mệnh của mình bị uy hiếp, vậy thì không cần địch nhân ra tay mà hắn sẽ tự động tràn ngập sẵn sát cơ rồi. Hứa Thanh không hề biết những suy nghĩ này của lão tổ Kim Cương Tông, nhưng hắn biết chiến lực của mình và Thánh Quân Tử tồn tại chênh lệch cho. Nên lúc này hắn cũng không hề hành động thiếu suy nghĩ, sau khi quay người liền tìm một vị trí thuận gió khoanh chân ngồi xuống, không để lộ dấu vết mà bắt đầu phóng độc. Hắn muốn giết chết Thánh Quân Tử này. Bởi vì cái tên đệ tử Lăng Vân Kiếm Tông bị hắn bắt trong tổng bộ của Dạ Kiêu kia, lúc ấy hắn đã ra tay trấn áp người này cho nên đối phương không chỉ mất tóc. Sau khi bị hắn tiện tay đập vào trên mặt đất thì rất nhiều xương cốt trong thân thể của tên đó đều đã vỡ vụn. Dựa theo lời nói của Thánh Quân Tử, một sợi tóc đổi một ngón tay, vậy nhiều xương cốt bị vỡ như thế chính là muốn giết người rồi. Vậy ta sẽ giết chết người trước. Hứa Thanh nheo mắt lại giấu sát ý đi, không để lộ ra chút sát ý nào trong mắt, tiếp tục phóng độc đồng thời cũng nhanh chóng quan sát bốn phía, tìm kiếm thân ảnh người vệ đạo của đối phương. Mắt thấy một màn này, lão tổ Kim Cương Tông lập tức nghĩ thầm trong lòng. Hứa ma đầu đang phóng độc, đây là tiết tấu muốn xuất thủ trước rồi. Đây là cuộc chiến giữa hai nhân vật chính trong sách cổ, cũng chính là cuộc chiến của chân long đó nha. Các bạn đang nghe truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 570, đao bén cạ vào nhau một. Lão tổ Kim Cương Tông run rẩy, ngay cả lão cũng không phân biệt được bản thân run rẩy là vì hoảng sợ hay là run rẩy vì kích động, nhưng lão hiểu được một điều. Một khi Hứa Thanh muốn giết người, vậy trừ phi đối phương có phương pháp động trời, bằng không thì tất nhiên sẽ không chết không thôi. Trước kia địch nhân của Hứa Thanh đều không phải cực mạnh, nhưng lúc này không giống vậy. Sự cường hãn của Thánh Quân Tử, chẳng những lão tổ Kim Cương Tông đã cảm thụ qua từ xa xa, mà khi ở bên trong que sắt lão cũng thỉnh thoảng nghe thấy đệ tử của bộ hung ti đàm luận, biết rõ người này có tư chất tuyệt thế. Nhưng mà giờ phút này lão không cách nào lo lắng được nữa rồi, lão hiểu rằng mình chỉ cần biết một điều là được. Bởi vì lấy tính cách của Hứa ma đầu, nếu thật sự phải chết ở chỗ này, trước khi tử vong tất nhiên sẽ vận dụng hết tất cả thủ đoạn, mà tự bạo que sắt đại khái cũng là khả năng thứ nhất. Bởi vì Thánh Quân Tử này mà Hứa ma đầu muốn giết người, bởi vì Thánh Quân Tử này mà Hứa ma đầu muốn tự bạo ta. Bởi vì tên Thánh Quân Tử này mà ta sẽ gặp phải nguy hiểm tới tính mạng, đây hết thảy đều là do tên chó chết Thánh Quân Tử này mà ra. Thánh Quân Tử, đồ chó nhà ngươi muốn hại ta. Lão tổ Kim Cương Tông nghĩ tới đây, ánh mắt lập tức đỏ thẫm vì căm phẫn, xuyên thấu qua que sắt màu đen nhìn chằm chằm vào Thánh Quân Tử. Cái bóng ở bên dưới rõ ràng cũng cảm nhận được chấn động rất nhỏ từ Hứa Thanh và lão tổ Kim Cương Tông. Bây giờ nó đã mở ra rất nhiều linh trí, cho nên sau khi thoáng suy tư một chút nó cũng lập tức trở nên khẩn trương. Lúc này sắc trời bên ngoài đã là hoàng hôn, Hứa Thanh một mực không để lộ chút dấu vết mà cứ tiếp tục phóng độc. Từng trận độc khí vô sắc vô vị tản ra khắp bốn phía. Trên thực tế thì những thứ này thật ra không phải độc chân chính, bất kể là để bọn chúng một mình hay hỗn tạp tất cả vào một chỗ thì bọn chúng đều vô hại với người khác. Nhưng một khi xuất hiện một loại thuốc dẫn tác động hoặc xúc tác khiến chúng nó biến hóa, vậy thì chúng nó sẽ lập tức hóa thành kịch độc. Nhưng hiển nhiên Hứa Thanh cảm thấy những thứ này còn chưa đủ để xóa đi chênh lệch giữa mình cùng với Thánh Quân Tử. Dẫu sao Thánh Quân Tử từng bày ra chiến lực 6 đoàn mệnh hỏa ở trong Thất Huyết Đồng, loại chiến lực như thế quá đáng sợ, còn có thể đánh một trận cùng trưởng lão của Đệ Nhất Phong. Quan trọng nhất là Hứa Thanh còn không rõ, chiến lực 6 đoàn mệnh hỏa đã là toàn bộ chiến lực của Thánh Quân Tử hay chưa. Mặt khác, hắn cũng không hề cảm thụ được tung tích người vệ đạo của đối phương ở gần quanh đây. Lấy tính cách của Thánh Quân Tử thì không thể nào để cho người vệ đạo ẩn nấp. Vậy xác suất lớn chính là những người vệ đạo kia đã bị gã an bài ra ngoài rồi, có lẽ được cử đi xử lý những sự tình khác ở bên trong hoàng cấm này. Hứa Thanh hơi nghiêng đầu suy nghĩ, để phòng ngừa vạn nhất thì hắn cảm thấy mình còn cần phải quan sát nhiều hơn một chút, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đồng thời hắn cũng chuẩn bị phóng thêm nhiều độc ra ngoài hơn, như thế mới có thể khiến cho phần thắng của bản thân tăng thêm. Đồng thời Hứa Thanh cũng mở ra 5 chiếc bình cất giữ tiểu hắc trùng, điều khiển toàn bộ bọn chúng tản ra bên ngoài. Chỉ là sau khi tiểu hắc trùng bay ra, kết quả phản hồi trở lại càng khiến cho Hứa Thanh cảnh giác sâu hơn.
cái ô trên đầu của Thánh Quân Tử lại có được một loại chức năng phòng hộ nào đó, khiến cho tiểu hắc trùng không cách nào lập tức xuyên thấu, chỉ có thể bám vào ở phía trên và chờ đợi cơ hội. Mệnh đăng của ta có thể thủ hộ thần hồn. Mệnh đăng của Thánh Quân Tử thì là thủ hộ thân thể sao? Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Thời gian cứ như vậy trôi qua, hoàng hôn lặn xuống và ban đêm kéo đến, theo trăng sáng xuất hiện trên bầu trời, ánh trăng lập tức tung bay khắp đại địa phía dưới. Trong khi đang cảm thụ và bố trí độc bốn phía, sau đó còn phải cân nhắc trong lòng xem tiếp tục cần thêm loại độc nào, lúc này thần sắc Hứa Thanh bỗng nhiên khẽ động. Hắn thấy được những tu sĩ bên ngoài miếu thờ có dị động, chớp mắt khi ban đêm vừa phủ xuống thì thần sắc của bọn họ lập tức hiện dấu hiệu ngưng trọng. Trong mắt một số người thậm chí còn mơ hồ xuất hiện vẻ chờ mong. Điều này khiến cho Hứa Thanh khá là kinh ngạc, hắn ngẩng đầu nhìn qua, đưa mắt nhìn đến trên người một lão giả trúc cơ một đoàn mệnh hỏa ở xa xa. Bị ánh mắt Hứa Thanh nhìn tới thì thân, thể lão giả này lập tức run lên, sau khi do dự một hồi lão liền vội vàng đứng dậy cúi đầu về phía Hứa Thanh, sau đó trầm thấp mở miệng. Hứa đạo hữu, ngươi không biết huyền cơ của đạo miếu Thái Thương này sao? Hứa Thanh nghe vậy thần sắc vẫn như cũ, trong tư liệu hắn thu được trong tông môn hoàn toàn không có cái gì liên quan tới huyền cơ mà đối phương vừa nói. Vì vậy nhẹ gật đầu chờ đợi câu trả lời của đối phương. Lão giả thấy như thế thì không hề do dự, cũng không giấu giếm mà lập tức báo cho hắn biết nguyên nhân vì sao bọn họ như vậy. Hứa đạo hữu, đạo miếu Thái Thương này lúc trước vẫn như bình thường, duy chỉ có 4 năm hôm gần đây bỗng nhiên có chút biến hóa. Cho nên bây giờ mới khiến cho các nhân tài từ bốn phương tới đây nhiều hơn trước kia không ít. Biến hóa này chính là mỗi khi ban đêm phủ xuống, sau khi ánh trăng chiếu vào đạo miếu, một khắc khi ánh trăng chiếu vào bức tượng thần sẽ có một vài đạo đao ảnh bay múa chiếu ra ngoài. Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, nhưng hiện tại lại không có người nào có thể thành công cảm ngộ được những đạo đao ảnh này, chỉ có vị đại nhân kia. Ánh mắt lão giả nhanh chóng quét qua trên người của Thánh Quân Tử trong đạo miếu. Từ khi người này tới thì mỗi đêm đều có thu hoạch, mà chúng ta mặc dù lần lượt thất bại nhưng đáy lòng vẫn còn có chút chờ mong. Không cầu có thể hoàn toàn cảm ngộ, dù bản thân chỉ có thể cảm ngộ được chút da lông cũng đủ để chúng ta nâng cao năng lực sinh tồn của mình. Lão giả cười khổ mở miệng, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, quay đầu nhìn vào trong thần miếu. Giờ phút này ánh trăng trên bầu trời cũng đang chiếu xuống, những tia sáng sáng ngời chiếu thẳng vào trên mặt đất. Lúc chiếu vào trên miếu thờ cũng có một vài tia sáng xuyên qua khe hở của đỉnh miếu, lọt vào trong miếu chiếu vào trên bức tượng thần. Trong sự chú ý của Hứa Thanh, rất nhanh dưới ánh trăng chiếu, rọi, bức tượng thần bên trong đạo miếu Thái Thương liền chậm rãi xuất hiện một chút biến hóa. Trong lúc mơ hồ bức tượng thần kia giống như linh động nhiều hơn một chút, hình như bắt đầu chuyển động, từng đạo đao ảnh như ẩn như hiện biến ảo bên người của nó. Nhưng chỉ cần nháy mắt một cái, tất cả mọi thứ lại khôi phục như thường. Các bạn vừa nghe xong tập 57 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại của tác giả Nhĩ Căn tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.